khi ba tôi là người giàu nhất thế giới phần 14. Tiểu Tinh, mấy giờ rồi vậy? Bây giờ là 6:59, mày sắp trễ rồi đó con chủ. Hả? Mày mau chuẩn bị phi thuyền đi. Các em tiếp đi chúng ta. Bây giờ đã mấy giờ rồi mà Tiểu Cường vẫn chưa tới nữa. Đúng là vô kỷ luật mà. Sao bên ngoài lại có một chiếc phi thuyền vậy? Em chụp thầy. Chả lẽ mình bị hoa mắt hả ta? Later. Có một công việc đang đi trên đường. Phát rụng, mau lên. Các em đừng tưởng các em đưa em mà tôi không biết nha. Muốn đọc hết điện thoại lên đây. Thầy ơi, nhất định phải giao toàn bộ điện thoại của em lên hả thầy? Tôi không nghe ai xin xỏ gì hết, không có lý do lấy trấu gì hết. Mau nộp hết điện thoại lên đây. Dạ được. Alo, thực kế anh Nabebel hả? Chị mau chuyển toàn bộ điện thoại từ kho Nam Cực đến Bắc Cực đến trường học của em đi. A few moments later. Các em ơi, mau chạy đi, bên ngoài đang có mưa điện thoại. Hiệu trưởng, điện thoại đâu mà nhiều vậy? Thầy ơi, đây chỉ là điện thoại ở kho Nam Cực của em thôi, còn kho Bắc Cực chắc là 5 phút sau sẽ tới. What?